Chào các bạn. Ở dưới đích đồng hồ treo tường mình thấy có con thằn lằn. Hàng đêm thường thường mở đèn lên là nó ra nó kiếm ăn các bạn. Thường thường có ánh đèn là mấy con rầy bù hông bơm bướm rồi đó. Rầy ngoài ruộng cũng bay vô đó. Ra nó tìm mồi nó ăn này. Con này thường mình thấy ở nhà tường nó màu nó sáng, còn ở trong mấy cái nhà mà hơi tối, nhà lá rồi đó, cái màu mình thấy nó sậm hơn, làm như nó thay đổi màu để như môi trường để nó tránh kẻ thù hay sao. Chắc nhìn thấy con gì rồi. Nó ngẩng cái đầu lên nè. Thấy có con bướm đậu nè các bạn. Đây là mình nhìn thấy con bướm nè. Nó nhích vô chút nữa nè. Nó tiến gần lại con bướm nè. Con bướm to quá, nó thì nhỏ, không biết nó có làm gì được không. Để mình theo dõi coi sao nha. Nó nhích từ từ vô các bạn. Thấy mấy con nhỏ là nó bay nó đớp liền, còn con bướm lớn quá làm như hơi dè dặt chút. Bướm lớn quá chắc nó không dám ăn, nó chạy quá. Rồi nhào vô nó cắn luôn các bạn. Cắn con bướm to quá nó bay rồi, nó giải nó bay đi rồi. Như mất mất con mồi to quá, như bỏ cuộc. Thôi chào các bạn nha, mình trải nghiệm thằng lằn tìm mồi rồi, chúc các bạn vui vẻ ha.